thấy anh chơi bài bịp hay quét ra luôn á. Không có anh dạy em nữa. Đến đây với anh. Xin lỗi em không học. Trong thế giới bạc biệt, phải nhanh tay, lẹ mắt. Qua những cầu thủ có thể tăng tỷ lệ chiến thắng của họ lên 99%. Tỷ lệ thắng quay là bao nhiêu phần trăm đấy? Vì những người này á, mà ba em mới dính vô con đường cờ bạc vậy đó. Em hứa với anh 100% là anh sẽ ngủ được với con ấy. Tôi chỉ muốn làm bạn trai cô thôi. Em che chị dâu. Đừng nói với em á là anh muốn cưới em nha. Mình là dân gì mà nhớ không? Cờ bạc, súng này chích mai á, quên về nó đi ha. Ê, bộ thế này cũng chế hả? Tao đã cho người điều tra về lai lịch tụi mày. Tụi em từ Việt Nam qua, không biết quy luật ở đây, anh bỏ qua được không? Mấy người chưa dám lận. Ở cái đất casino này, không ai dám làm trái ý tao. Chạy đi chơi. Anh hứa với em, anh sẽ bỏ cờ bạc. Anh hai à, mình thua rồi. Anh ngã ở đâu thì anh sẽ đứng lại ở đó. Chẳng đến bàn của tao giải trò hả mày? Anh em với nhau, mình sống cùng sống, mình chết cùng chết. Anh và thằng Chảy sẽ lấy lại những gì đã mất. Vậy con muốn lấy lại bằng cách nào? Nhẫn tâm, tuyệt tình và không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Tao muốn có một ván bài công bằng. Đâu có dễ dàng vậy. Tao giết mày luôn bây giờ nhé. Nó có nghi ngờ mày không? Đem kia mà nó phát hiện ra, em là cái thằng đâm trong lưng nó. Chưa có thằng nào dám qua mặt thằng Bích. Mày còn gì đấy cả? Anh em tao hiện giờ không biết sống chết ra sao. Tao muốn chơi lớn với mày. Tao sẽ thương lượng. Không cần phải thương lượng. Cậu sẽ trở thành một kẻ phản bội.